Chiều ngày 18 tháng 10, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội quận tổ chức giao ban định kỳ quý 3 năm 2024, đồng chí Nguyễn Phong Doanh, Ủy viên Ban thường vụ quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân quận, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội quận chủ trì hội nghị. Tính đến hết tháng 9, tổng nguồn vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội quận đạt 286 tỷ 325 triệu đồng, trong đó nguồn vốn dư nợ 245 tỷ 305 triệu đồng, nguồn vốn huy động tiết kiệm 41 tỷ 020 triệu đồng, tổng dư nợ đạt 242 tỷ 301 triệu đồng, tăng 8,63% so với cuối năm 2023, đạt 98,8% kế hoạch được giao. Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội quận đã chỉ đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội và các hội đoàn thể phối hợp với chính quyền địa phương đồn đốc thu hồi nợ đến hạn nợ quá hạn nợ quá hạn quý 3 năm 2024 chiếm 0,10% trên tổng dư nợ, nợ khoanh là 159,3 triệu đồng chiếm 0,06% trên tổng dư nợ. Hội nghị cũng đánh giá những khó khăn vướng mắc còn tồn tại, một số phường có nợ quá hạn có chiều hướng tăng so với năm 2023. Tổ hỗ trợ thu nợ tại một số phường chưa thực hiện đôn đốc nợ hoặc có đôn đốc nhưng chưa hiệu quả một số hộ vay bỏ đi khỏi địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với hộ vay để thu hồi vốn về cho nhà nước một số hộ ý thức trả nợ chưa tốt một số chương trình cho vay giải ngân còn chậm như cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù Quý 4 năm 2024, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội quận sẽ phối hợp chỉ đạo Phòng lao động thương binh xã hội quận, Ủy ban nhân dân các phường và các tổ dân phố thường xuyên giả soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình và hộ mới thoát nghèo có nhu cầu đủ điều kiện vay vốn để hộ dân trên địa bàn kịp thời tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước, chỉ đạo tổ hỗ trợ thu nợ các phường có kế hoạch cụ thể, phân tích từng món nợ để có biện pháp đôn đốc xử lý thu nợ quá hạn. Phối hợp ra soát đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương có nhu cầu vay vốn để thực hiện cho vay theo quy định. Ngoài ra, sẽ tiếp tục chỉ đạo phối hợp Ủy ban nhân dân các phường, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn tuyên truyền tới khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, việc ngân hàng chính sách xã hội chưa thực hiện thu lãi tiền vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa ngập lụt sau bão. Ngân hàng Chính sách Xã hội quận phấn đấu tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,08%, 100% điểm giao dịch phường đạt chuẩn hóa theo quy định, các phiên giao dịch đạt hiệu quả chất lượng an toàn theo đúng quy trình.